đời ra sức miệt mài bỗng thấy lặng lẽ sớm mai sẽ chiều con đường trước mặt liêu xiêu muốn lo hậu thế còn nhiều vấn vương chuyện đời chuyện đạo thầy bán chạy tình thương khôn cùng nụ cười hoan hỷ bao dung nằm ngồi đi đứng chẳng dừng oai Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin nói về những cái nhân duyên mà chúng ta phát tâm Bồ Đề ha. Quý vị có nhớ không? Nhớ nhân duyên chúng ta phát tâm Bồ Đề, nhân duyên gì quý vị? Bao nhiêu nhân duyên, bao nhiêu lý do? Bữa hôm giờ học rồi đó. Thứ nhất là gì quý vị nhớ không? Thứ nhất là gì? À, không phải, cái đó là cách thức phát tâm Bồ Đề ha. Cách thức phát tâm Bồ Đề là thứ nhất là gì? Chánh, chơn, đại, viên ha. Còn đây chúng tôi muốn nói là những cái nhân duyên, những cái lý do mà mình phát tâm Bồ Đề, nhớ không? Thứ nhất là gì? Giáo hóa chúng sanh. Thứ hai, cứu khổ. Thứ ba, ban vui. Mình nhớ cứu khổ lúc nào cũng đi đến ban vui hà. Thứ tư là gì? Ban gì? Ban Phật trí là thứ năm. Thứ tư là gì? Dứt trừ ngu si. Thứ sáu là gì? Cung kính cúng dường. Thứ sáu, còn thứ bảy mình học cái gì đó? Thuận theo lời Phật dạy ha. Rồi quý vị nhớ bảy cái pháp, bảy cách mà cúng dường pháp, nhớ không? Thứ nhất là gì? Không, cô lộn rồi. Đầu tiên là gì? Hành làm đúng theo lời Phật dạy ha. Thứ nhất là làm đúng theo Phật dạy, đó là gì? Cúng dường pháp. Thứ hai là nhiếp thọ chúng sanh ha. Nhiếp thọ làm hướng dẫn nhắc nhở người khác biết cách tu tập á. Thứ ba là
là gì cô? Làm lợi cho chúng sanh. Thứ tư là chịu khổ thay thế chúng sanh. À, chúng sanh nhớ nha, trong đó có chúng sanh gì quý vị? À, chúng sanh bên trong tâm mình, chúng sanh trong gia đình nữa nha, không phải chúng sanh bên ngoài không á. Rồi điều thứ năm, siêng tu các thiện căn, siêng tu những căn lành. Rồi điều thứ sáu là không xả nghiệp, không xả, không bỏ nghiệp Bồ Tát. Và điều thứ bảy cuối cùng là không có thối thất tâm Bồ Đề. Đó là gì? Đó là cúng dường pháp đó, nhớ ha. Thì như bữa hôm tôi có nói đó, nói về cái đúng là điều thứ chín là vì nhập trí huệ quảng đại của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề đó đó. Trí huệ quảng đại đó là tâm gì đó, đó là trí huệ gì đó vị, trí gì? Trí bát nhã. Bữa hôm tôi nói đó, trí bát nhã là về sau. Nhớ không? Nhớ trí bát nhã bữa hôm chúng ta học bữa thứ sáu phải không? Trí bát nhã là sao? Nhớ không? Tôi có hứa vị sẽ giải thích cái bài kệ của ông vua Trần Nhân Tông á, vì có biết bài kệ đó không? Cư trần lạc đạo đó, nhớ không? Bữa hôm tôi đọc cái vị trước nghe không kịp phải không? Để tôi đọc lại rồi trở lại nhắc lại cái trí huệ bất nhã trước, rồi sau đó chúng ta sẽ học qua cái bài pháp hôm nay đó ha. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc nhiên, gia trung hữu bảo khu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, chắc yêu kịp đâu ha. Giờ tôi nói từ câu để niệm theo kịp. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên này, sống đời vui đạo để tùy duyên. Cư là sống ở đó, cư trần là sống ngoài đời đó vị. Lạc đạo, chữ lạc đây là vui, sống đời vui đạo để tùy duyên. Đối với mình á, mình sống ngoài đời, mình sống trong đạo đó, có để tùy duyên không? Có tùy duyên quý vị? Phan Duyên thì không có tùy duyên đâu. Quý tại sao Phan Duyên không? Phan Duyên chỗ nào? Bữa hôm tôi có hỏi vị đó, hỏi khi mà Phật dạy mình cái lý vô thường đó, phải không? Nó cái lý vô thường không thôi đó, nhiều khi mình không hiểu á, mình nghĩ rằng sao? Nghĩ rằng là lời Phật dạy nó cái sự mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Quý vị, bữa hôm tôi có nói đó, không? Ở ngoài đời tại sao thấy cái gì cũng là gì thường hết trơn, phải không? Cái gì cũng là thật hết, cái nhà của mình cũng thật, cái chiếc xe cũng thật, ngay cả thân mình cũng là thật. Nhưng khi đi đụng chuyện thì sao, thấy thật không? Khi bệnh hoạn còn thật không? Khi mất chót còn thật không? Vân vân đó. Nên khi đến chùa thì nghe quý thầy nhắc lại lời Phật dạy là tất cả là vô thường thì sao? Mình thấy mâu thuẫn quý vị ha. Đến chùa thì nghe vô thường, bước ra khỏi cổng chùa là thường, đúng không? Cái gì cũng thường, cái gì cũng thật. Vô chùa là vừa vô thường vừa vô là giả huyễn, mà ra ngoài tại sao vừa là thật ha, vừa là thường. Như vậy có mâu thuẫn không? Có không quý vị? Mâu thuẫn thì sao mình sống được? Nếu mình hiểu rõ thâm sâu cái lý vô thường này đó, làm sao không có mâu thuẫn mà tâm mình được an lạc, để mình chấp nhận khi bệnh tới thì đương nhiên mình biết cái thân mình sanh già bệnh chết, làm sao ai tránh khỏi? Đâu ai tránh khỏi cái chuyện mà sanh già bệnh chết đâu, phải không quý vị? Đâu ai tránh khỏi cái chuyện mà lên vô xuống chó, cái chuyện mà cuộc đời nó lúc thăng lúc trầm, cái chuyện mà có lúc mình được người ta thương, có lúc bị người ta chê, phải không? Làm sao tránh khỏi? Có ai nói tránh khỏi lúc nào cũng được người ta khen không quý vị? Có không? Có ai tránh khỏi cái việc mà bị người ta chê không? Không có chuyện đó, đó là chuyện bình thường. Nên đó là gì? Cái sự vô thường của nhân sanh vũ trụ, sự vô thường của lời nói, sự vô thường của hình tướng, sự vô thường của cảnh đời bên ngoài. Mà mình chấp nhận được như vậy, mình hiểu được như vậy đó thì sao? Tâm mình an ha. Còn vì mình thấy cái gì cũng thật á, cho nên mình mới thấy mâu thuẫn.
Mày hiểu chưa? Đó là gì? Bữa hôm tôi nói đó là nhị đế, đó là cái lẽ thật của cuộc đời nhị nguyên, nó vốn là vậy rồi. Nếu mình có chấp nhận hay không á, nó cũng vốn là vậy rồi. Hả quý vị? À, quý vị muốn, có ai muốn mình già không? Mà tại sao mình già? Tự động nó già, thân sanh già bệnh chết là chuyện bình thường. Muốn cũng được nữa, phải không? Muốn dừng cái già cũng được nữa. Có thể đi make up ha, đi người ta nói gì đó, yeah, plastic surgery gì đó, à, sửa sắc đẹp gì đó, sửa bao nhiêu năm, à, sửa có khoảng 10 năm, 20 năm cũng trở lại ha, phải không? Thì sao? Đó là trái với tự nhiên. Lẽ tự nhiên vốn là vậy rồi. Nên mình có chấp nhận hay không á, do chính mình. Mình không chấp nhận á, là vui hay khổ? À, mình không chấp nhận mình già có vui hay khổ? Khổ quý vị. Khổ không? Mình không chấp nhận mình già, người ta nói mình già đó bực không? Đúng không? Nhiều khi tôi cũng biết á, hồi xưa tôi mới qua Mỹ không có biết nhiều về cái văn hóa tập khí, cái cách sống của người Mỹ á, nhất là mấy cô ha, mà nói hỏi tuổi ha, nói khen nói chê sắc đẹp là có chuyện đó, đúng không vị? Quý vị hiểu rõ không? À, nhiều khi Phật tử mình cũng nên tế nhị điều đó. Mà đôi khi á, con người mình bị bám víu vào cái sắc thân nhiều quá đó, à, mình không có ai muốn sao, không ai muốn già, không ai muốn xấu, ai cũng muốn trẻ, muốn đẹp hoài à. À, nên khi lẽ thật tới thì sao? Không chấp nhận. Mà người ta có nói thật á thì sao? Giận à. À, nên con người nhiều khi mình sống không có thật với nhau. Ở quý vị à, thấy người ta sống không dám nói xấu, à, anh đẹp, chị đẹp lắm, đúng không? Có quý vị, đúng không? À, sợ ta buồn, mình không dám nói thật. Mà có lẽ thật nó vốn là vậy rồi. Chính bản thân mình khi mình hiểu rõ cái vô thường rồi, hiểu rõ cái nhị đế nãy tôi nói đó, lẽ thật của nhị nguyên, có sanh thì có gì? Có tử ha. À, có mạnh khỏe thì có gì? Có yếu đuối ha. Không, có vui, có buồn, có thương, có ghét. Đó là gì? Cái lẽ thật của nhị nguyên của cuộc đời đối đãi. Mình không chấp nhận ai khổ, mình khổ thôi. Còn mình chấp nhận thì sao? Đó là vốn là vậy. Có cần gì để mà trốn chạy? Có cần gì để mà bực tức? Giả sử mình bệnh á, mình bực tức á, có nên không? Có, à, bữa hôm tôi nói đó, giả sử quý vị nhức răng rồi ha, đã nhức răng, thân đau rồi, ở việc bực tức nữa thì mấy lớp đau? Hai lớp đau, thân và tâm cùng đau, phải không? À, nên bữa hôm tôi coi nói quý vị đó, khi mà quý vị đi thăm Phật tử với nhau, xin nhắc câu là sao? Thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh. Để tâm không bệnh bằng cách nào? Niệm Phật, trì chú hay quán lại. Ở cái cuộc đời mình vô thường, cái thân mạng vô thường là phải chấp nhận thôi. Khi mình chấp nhận như vậy thì sao? Thân mình nhẹ nhàng thanh thản, còn tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản, còn thân mình có bệnh thì chuyện của nó vốn là vậy rồi. Nên dẫu là già, dẫu là trẻ, dẫu là nam, dẫu là nữ, mình biết cách sống, mình biết chuyển cái tâm đó nhẹ như vậy. Đó mình nhận thức được cái lẽ thật của cuộc đời, nhận thức được cái lẽ thật của cuộc đời đối đãi của vị đế chỗ đó đó. Mình chỉ hiểu điều đó thôi cũng đủ nhẹ rồi. Đừng nói chi là hiểu về đệ nhất nghĩa đế, đừng nói chi hiểu về cái lý bất nhã, cái trí huệ bất nhã. À, nên cư trần lạc đạo thả tùy duyên, sống đời mà vui đạo để tùy duyên. Nãy tôi có nói vậy đó, mình để tùy duyên hay mình phan duyên? Vì hiểu chữ phan duyên không? Phan duyên là cầu cạnh, cưỡng ép, gượng gạo. Như nãy tôi nói đó, mình già mình bệnh mà không chấp mình già, không chấp nhận mình bệnh, có phải là gượng ép không? À, phải quý vị? Gượng ép thì sao? Khổ hay vui? Khổ đó. Con già con bệnh là chuyện bình thường thôi, mình chấp nhận lại rồi sao? Tâm mình an lạc. Cho nên làm sao cái sống mình sống ở ngoài đời cũng vậy, theo cái dòng sống, lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc ghét, đó là chuyện bình thường. Lúc thành lúc bại là chuyện bình thường. Đâu có ai mà thành tựu thành công hoài mãi đâu, đâu có ai thất bại hoài mãi đâu. Phải quý vị, có lúc mình thành công, có lúc mình thất bại, chuyện bình thường thôi. Đó là sống ngoài đời đó. Còn vui trong đạo, vui cách nào?
Mình hiểu rõ Phật dạy đó, hiểu rõ lời Phật dạy về lý vô thường của nhân sanh vũ trụ đó, để mình không có bám víu vào những cái gì hiện tại, mà mình hiểu tất cả đều là phương tiện. Tiền bạc có phải là phương tiện quý vị, hay là cứu cánh? Phương tiện thôi, phương tiện để sống thôi. Rồi xe cộ có phải là phương tiện hay là cứu cánh? Phương tiện ha. Tôi nhớ lúc mà mới qua Mỹ, bên vùng Philadelphia đó, sống trong mấy apartment đó, mới qua Mỹ mà, thấy có những anh người người Campuchia, người Campuchia đó, tội lắm. Quý vị biết là sáng sớm 2-3 giờ sáng khuya là đi theo xe ben để qua bên New Jersey để hái strawberry nè, hái nhãn, hái apple gì đó để có tiền cash á, mới qua Mỹ mà. Đi 2-3 giờ sáng rồi về cũng 5-6 giờ chiều. Rồi sao để tiền đó làm gì? Mua chiếc xe mới. Khi mua xe mới, mới tôi nghĩ chắc 10-20 ngàn lúc đó đó, mà ảnh về đó, tôi nhìn apartment tôi trên cái tầng lầu thứ hai đó, mỗi buổi chiều đi về tôi thấy đó, rất là tội cái anh đó, là chăm chút rửa xe cho nó rất là đẹp, rửa xe rất là sạch sẽ, rửa từng ly từng tí, cọ rửa vân vân, mình thấy rất là tội, tội quý vị. Mình là sao? Nô lệ cho chiếc xe. Cho nên người Phật tử của mình hiểu rõ không, chiếc xe cũng là gì, cũng phương tiện à. Xe đẹp xe xấu có quan trọng không? Cũng có ha. Nhiều khi có người nói mua, thà mua cái xe mới đi để khỏi bị hư giữa đường, cũng có lý đó. Nhưng mà nhớ, nếu nói vậy thì có lý hơn là sao? Xe đẹp để khoe khoang, phải không? Cái xe nhỏ mà xe xấu cũng không có sao, miễn sao là sao nó chạy được rồi, đừng có hư nhiều quá thôi. Tất cả là phương tiện. Nhà cửa, chùa có phải là phương tiện không quý vị? Đúng không? Phương tiện để tránh nóng, tránh lạnh, tránh mưa, tránh gió thôi. Chứ không phải là chuyện mà xây chùa to Phật lớn đấy. Để làm gì? Nếu chùa to Phật lớn mà không có Phật tử tới làm gì? Làm cái museum hả? Làm chỗ kháng cảnh du lịch đó, phí tiền phí sức lắm. Quý vị hiểu chưa? Nên đối với chúng tôi đó, lúc nào cũng vậy. Lấy cái gì? Lấy cái tâm làm chính. Những cái gì bên ngoài nó chỉ là cái phương tiện thôi, nó thứ yếu thôi. Cái sự mà tu tập của mình, chuyển hóa tâm niệm của mình mới là phần quan trọng. Từ cái căn nhà của mình, từ chiếc xe của mình, là cái thân của mình, có phải là thiệt không? Nó là phương tiện hay là nó cứu cánh? Nó phương tiện hay là nó là thật? Có phải phương tiện không? Phật dạy sao cái thân mình giống như gì vậy? Phải có giống như chiếc xe không? Giống như y áo không? Giống như chiếc tàu, chiếc thuyền không? Cho nên khi mà các chư tổ, các ngài trước khi thiền tịch thì các ngài nói sao? Điều là những là thay y đổi áo thôi à, thay hình đổi dạng, thay thân đổi xác à, còn cái tâm mới quan trọng, đúng không? Cho nên cái đó mới gọi là sống được và vui đạo. Mình không biết tôi có kể về câu chuyện này chưa, bởi vì tổ ngài là Thánh Bồ, Thánh Đề Bà, ngài là vị đệ tử của ngài Long Thọ đó. Tôi kể vị nghe câu chuyện này chưa? Quý vị biết tổ Long Thọ là ai không? Không biết hả? Tổ Long Thọ được xưng tán là vị Phật Thích Ca thứ hai. Nghĩa là sao? Là tất cả cái truyền thống, tất cả những cái truyền thống như là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông v.v. cũng từ ai mà ra? Từ Tổ Long Thọ mà ra. Ngài là cái vị mà phát khởi Phật giáo Đại Thừa. Cho nên Tịnh Độ Tông, Tông Tịnh Độ cũng thờ ngài là như vị tổ, vị sơ tổ. Thiền Tông cũng vậy, Mật Tông cũng vậy, Hoa Nghiêm Tông cũng vậy. Cho nên ngài được xưng tán là vị Phật Thích Ca thứ hai. Đệ tử của ngài đó là ngài Thánh Đề Bà đó, ngài một vị thánh, ngài có tài biện luận vô ngại. Bất cứ đến pháp hội nào, gặp bất cứ ngoại đạo ngài nào, ngài cũng biện luận thắng hết trơn. Cho nên sao là có người ganh, ngoại bảo Bà La Môn ganh á. Thì có lần đó đó, ngài đi hành thiền ở trong khu rừng một mình, có một cái người Bà La Môn theo dõi, rồi dùng dao ám sát ngài, đâm ngài. Đối với mình á, khi bị người ta chửi bực không có bị, phải không?
Đừng nói chi là khi bị người ta đâm, người ta giết mình. Vì nghĩ ngài bực không? Ngài sân không? Đương nhiên là bị thánh rồi, là không có sân. Khi ngài bị đâm như vậy đó, ngài mới nói cái người bà la môn này: ông chạy đi, ông mau chạy đi, đệ tử ta không có tha ông đâu. Thì đương nhiên là cái người bà la môn nó bỏ chạy. Một hồi sau đó, những người đệ tử của ngài đi đến, thấy ngài bị đâm như vậy đó, mới hỏi: thương ngài, ai đâm ngài vậy? Thì ngài mới quả: nếu các ông mà còn chạy theo, chạy đuổi theo cái người mà đâm ta đó, các ông cũng ngu si với người đó đó. Họ giết cái thân ta nhưng họ không giết tâm ta, mày hiểu chưa? Cho nên đó là cái sự tự tại của ngài. Các ngài thấy cái thân này sao, thật hay giả? Nó chỉ là phương tiện, nó giống như chiếc thuyền, chiếc bè để mà tu tập thôi, là chiếc xe. Vì nhớ đó, các vị thánh A La Hán, các vị tổ đó, các ngài đã ngộ đạo rồi đó, là cái thân này không còn quan trọng nữa. Còn mình là người tu tập như bọn tôi có nói đó, mình mà còn chấp vào cái thân này đó thì sao? Tu theo gì? Theo gì vị? Ngoại đạo. Ngoại đạo là sao? Ngoài thân mà cầu đạo, cầu pháp. Tất cả do tâm tạo vị. Nên á, không phải nói những tôn giáo khác là ngoại, không phải vậy. Người nào mà ngoài thân mà cầu đạo, đó là ngoại đạo đó. Học luân xa, bữa hôm tôi nói đó, luân xa đầu gì đó đó, đó cũng là gì đó, đó là gì đó, cũng ngoại đạo. Vì chấp vào thân thì biết đó, cái tâm của mình á, mình chuyên nhất vào cái gì đó thì mình sẽ bị nó hướng. Nếu mà mình nhìn lại tâm mình thì mình sẽ nhìn thấy được cái tâm thức mình, nhìn thấy được những vọng tưởng của mình, thấy được những lỗi của mình. Còn mình chấp vào cái thân mình á thì mình thấy nó mập, nó ốm ha. Sẵn để tôi nói luôn, đây là điều không phải là điều tối kỵ nha. Đi đâu tôi cũng nói, nhất là những cái chùa mà chúng tôi tạo lập ra đó, thì khi Phật tử mà hỏi với thầy đó, có lúc quý vị Phật tử hỏi: ô sao thầy ốm vậy, sao thầy mập vậy, được không, được không quý vị, được không? Chúng tôi nói là sao, ốm mập có gì đâu, đâu khó đâu. Nếu mà muốn ốm thì bớt ăn, muốn mập thì sao, ăn thêm. Như vậy có dính dáng về vấn đề tu tập không? Cho nên phải hỏi quý thầy quý cô sao tứ đại có được điều hòa không, vậy nó mới hay hơn, hiểu không? Thân tâm có được an lạc hay không? Và ngay cả Phật tử hỏi với nhau như vậy, mình hỏi mới đúng đạo đúng pháp quý vị. Còn ngoài đời phải không, gặp ô anh chị mạnh khỏe không, thấy lúc này anh chị phát tướng ha. Phải không? Vì sao? Vì người ta chấp vào hình tướng cho nên mới thấy phát tướng. Phải không quý vị? Phải không? Nhất là Tết à. Nên những cái điều này tôi nhắc trước nha. Mỗi quý vị chúc Tết với nhau, bước vào chùa chúc Tết thì chúc quý thầy nha. Đừng nói chúc quý thầy phát tướng nha. Bây giờ là vậy đó. Bởi chúc có thầy là sao? Tứ đại được điều hòa, thân tâm được an lạc. Chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Đó những câu, những điều mà trong đạo mình chúc tụng với nhau, nó hợp với lẽ đạo hơn. Là sao? Nhờ chúc quý thầy phát tướng, hay mình cũng giống như mình chúc những cái Phật tử với nhau làm ăn phát đạt phát tài, thì sao là đó hình tướng. Đó là trả theo gì? Năm cái dục lạc thôi à. Vì hiểu chưa? Cho nên trở lại tôi muốn nói đó, mình hiểu đạo rồi đó, sống ngoài đời mình vui trong đạo, vui chỗ đó vị, nói những câu, những cái lời tế nhị ha, lời đạo vị, thì mình sao tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản hơn. Chứ còn mà nếu mình dùng những câu, những lời ngoài đời mà đi trong đạo có hợp không? Nãy tôi nói đó, không hợp thì làm sao, cũng chùa cũng giống gì những hội đoàn ha. Vì hiểu chưa? Rồi cái vui đạo là chỗ đó, vui đạo là mình thấm nhập lời Phật dạy, tâm mình an lạc tự tại, mình hoan hỷ, mình hiểu rõ, như nãy nói đó, hiểu rõ cái sự thật, cái lẽ thật của cuộc đời diệu nguyên, hiểu rõ được cái cuộc đời vô thường đó, chuyện gì đến nó đến, chuyện gì đi nó đi, cuộc đời có hợp có tan, có thành có bại, quý vị hiểu không? Thì vậy sao có vui đạo được không? Có đối đặt, có là trái ngược với cuộc sống của mình không? Vì hiểu không? Người nào mà biết đạo đó, biết cách tu đạo, biết cách chuyển tâm mình á, quý vị thấy là tâm mình an lạc không? Nhất là khi mình hiểu được cái lý vô thường thôi á, quý vị thấy được an lạc không? Nhất là lúc mình bệnh hoạn nè,
lúc mình đau bụng, lúc mình nhức răng nè, lúc mình nhức đầu nè, nói chuyện đó đâu mình hiểu được cái lý vô thường, nó nhẹ lắm quý vị, phải không quý vị? Còn không hiểu được cái lý vô thường khổ lắm. Sẵn tôi nói thêm câu chuyện nữa, có một cái cô đó đó, cô bị trật chân hay đau chân gì đó đó, đến gặp một ông bác sĩ, bác sĩ chặt lại chỉnh hình đó. Khi mà cô ta tới, cô ta expect là mong muốn là trả tiền thì sao? Phải hết liền. À, cái chân của cô phải hết liền á. Khi mà đến rồi đương nhiên bác sĩ chỉnh hình đó cũng sửa cho cô ta vân vân. Và khi về đó vài ba ngày sau cũng còn nhức, cũng còn đau, cô ta bực mình quá. Nó bỏ tiền bạc uống lãng phí mà chân cũng còn đau. Đôi khi Phật tử mình có bị chuyện đó không vị? Có không? Bị không? Tại sao bị đó? Vì vô minh đó. Mình expect, mình trả tiền thì bác sĩ phải trị cho thân bệnh mình hết. Nhưng mà cái bệnh mình á, nếu mình có cái sự mong mỏi như vậy và mình có cái tâm thô thắng như vậy đó, nếu mà cái chân mình hay cái đau bụng của mình hay cái đầu của mình nó không có bớt á, bực tức không quý vị? Bực tức không? Nhiều khi do cái sự bực tức đó đó, cái sự sân hận đó đó, cái căn bệnh nó càng trầm trọng hơn nữa, nó khó lành hơn nữa, phải quý vị? Đúng không? Nên mình làm bất cứ chuyện gì đừng có phan duyên, đừng có cầu duyên cầu cạnh chỗ đó đó, cứ để tự nhiên. Giả sử mình bệnh, mình muốn đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ biết căn bệnh mình sao, mình cũng uống thuốc, để tự nhiên như vậy, từ từ nó sẽ hết. Không? Còn tùy theo duyên, tùy theo phước của mỗi người. Nhưng mà ý tôi nói đó, làm sao mình nhớ đó, mình phải tùy duyên ở chỗ đó, đừng có phan duyên, đừng có cầu duyên, đừng có cưỡng duyên, cưỡng cầu ở chỗ đó đó, thì mình mới sống đời mình vui đạo. Để tùy duyên như vậy mình mới vui đạo được, mới sống ở ngoài đời được. Chứ bằng không á, sống làm người khó hay dễ vậy? Khó hay dễ? Khó lắm, phải quý vị? Ngay cả trong gia đình cũng vậy, giữa vợ chồng với nhau khó hay dễ? Không phải dễ đâu. Chỉ chính một mình á, mình ngồi đây biết bao nhiêu vòng vọng tưởng, có lúc mình muốn cái này, lúc mình muốn cái khác, mà nhiều khi mình có những cái sự mà tranh chấp ngay trong tâm mình nữa, phải không? Giống như là cuối tuần đó, chủ nhật á, thay vì mình đến chùa mình nghe giảng kinh thuyết pháp tụng kinh, mà đôi khi mình cũng khởi cái tâm niệm đi shopping. Tại vì nhiều khi quý vị làm từ thứ hai đến thứ sáu, hoặc là nhiều khi làm suốt chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, không biết là cân đông sao ha, không biết nên đến chùa nghe pháp hay là đi shopping, phải quý vị? Đúng không? Đó, ngay cả chính mình còn có những cái tâm niệm đó nghịch như vậy. Đừng nói chi mình sống với người thứ hai, sống với người thứ ba. Đừng nói chi mình có vợ, có chồng, có con cái. Đừng nói chi mình ra ngoài làm việc trong hãng xưởng, trong tiệm, hay là tiếp xúc với những cái người này người nọ. Cho nên á, nếu mình không có điều phục được tâm mình á, không biết kiềm chế cái tâm mình á, làm sao đó, khổ lắm, khó lắm. Đấy không? Mỗi người có cách nhìn khác nhau, mỗi người có một cái tư duy khác nhau, mình không thể nào mà làm vui lòng tất cả mọi người, phải quý vị? Ngay cả quý thầy cũng vậy đó, nhưng mà chỉ là gì, lấy cái số đông thôi, lấy số chung thôi, cái gì nó lợi cho số đông thì mình làm thôi, chứ không thể nào mà tuyệt đối được. Cho nên làm sao mình phải biết cách sống cái đó đó, cho nên giữ được cái sự an lạc hiện tại, không phan duyên, không mong cầu đó đó, sống đời vui đạo thì phải nên sao? Muốn sống đời mà muốn vui đạo phải sao? Để tùy duyên. Để tùy duyên là nghĩa là sao vậy? Có phải để có là sống qua ngày qua tháng mà không có khe không, không lo không? Phải không? Đừng có hiểu lầm nha. Phải, cũng phải lo hết tất cả công sức mình, tất cả thời gian, bỏ tất cả thời gian công sức mà lo, chứ không phải là để cho nó mặc tình, nó trôi qua ngày qua tháng, mà lo tất cả khả năng bên mình rồi, còn cái duyên đến, còn cái phước đến bao nhiêu nó đến. Quý vị, giả sử quý vị đi làm đi, quý vị có một cái tiệm nail đi, đúng không? Quý vị mở từ thứ hai đến thứ sáu chẳng hạn, đúng không? Thì mình có control được khách đến không? Mình muốn khách nhiều mà họ tới ít á, buồn không? Buồn quý vị? Buồn là sao? Là mình phan duyên đó, cưỡng cầu á, phải không? Nhiều khi có người đó làm ít mà hưởng nhiều, có người làm nhiều hưởng ít, vì hiểu điều đó không? Là do gì? Phước báo.
có người làm chút xíu à mà được thành công, thành tựu, thành tài, thành danh, nhưng mà có người làm đủ thứ ở trên, nó bỏ thời gian công sức rất là nhiều mà hưởng bao nhiêu, do sao? Do phước báo nó làm nên mỗi cái phước báo, phước duyên của mỗi người, mỗi cái biệt nghiệp của mỗi người nó khác nhau, mình không thể nào so sánh, mình không thể nào hưởng cầu được. Nếu có phước bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu ha. Nên quý vị biết ha, như hôm tôi có nói giả sử vị mà có những người khách mà họ đi ra họ mở tiệm sắp bên, nó sợ không? Đừng lo, mình có phước người ta sẽ đến với mình, chỉ sợ là mình không có đủ phước đủ đức thôi, không có làm đàng hoàng thôi. Hỏi vị ha, làm neo anh chị mở hãng xưởng cũng vậy, hay mình làm cho người khác cũng vậy, đừng có lo. Nhìn ông Bầm có câu sau đó, có đức gì mặc sức mà ăn ha, đừng lo. Đừng có lo, mình cố gắng tạo công đức, tạo phước báo đi. Có công đức, có phước báo đó sẽ đến thôi ạ. Nên trở lại, sống đời vui đạo thì cố gắng để tùy duyên. Đừng cưỡng duyên, cưỡng cầu, đừng mong cầu nhiều. Có mong cầu sao? Có mong cầu thì sao vậy? Có khổ lớn à. Trong 8 loại khổ đó, sanh già bệnh chết ha, đó là khổ về thân. Rồi khổ về tâm là do gì? Thứ nhất là gì? Ái biệt ly khổ, thương nhau xa lìa mà khổ. Thứ hai là sao? Ghét nhau mà gặp nhau á, oán tâm hồi khổ. Rồi thứ ba là gì? Cầu bất đắc khổ đó. Cầu mà không được là khổ nó đương nhiên thôi. Người tham cầu nhiều là khổ nhiều thôi. Nên Phật dạy đó, đa dục vi khổ trong kinh Bát Đại Nhân Giác đó. Rồi còn trong kinh 42 chương đó, Đức Phật dạy đó, thiểu dục tri túc thâm tâm thường lạc. Ít muốn biết đủ tâm mình an lạc à. Và cái điều đó là điều mà chính bản thân chúng tôi phải sống, chứ không phải là chỉ nói riêng cho Phật tử thôi. Cho nên tôi muốn nói đó, bất cứ làm chuyện gì, ngay cả xây chùa chuyện vậy, mình ước muốn là biết đủ, đủ rồi, được rồi à, tâm mình an lạc à. Còn nếu mà nó xử mà nói về xây chùa chiền lớn á, có biết lúc nào đủ không vị? Bậc triệu bậc tỷ cũng chưa đủ nữa. Quý vị tham chuyện xây nhà cửa bên ngoài đời, trong đạo cũng khác à. Phải quý vị, mình biết đủ là được rồi, ít muốn biết đủ được rồi. Nãy tôi nói đó, cũng là cái phương tiện, nhà mình cũng là phương tiện để ở, tránh mưa tránh nắng thôi, chùa cũng vậy thôi, chiếc xe cũng vậy thôi, mình bám víu vào đó thì sao? Ai khổ? Mình tự thành khổ mà. Nên mình hiểu rõ lời Phật dạy, hiểu rõ lời chư Phật dạy đó, chư Tổ dạy, cuộc sống mình an lạc lắm quý vị. Tất cả tùy duyên, duyên đến mình làm hết thì thôi. Có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu, không tham cầu, không cưỡng cầu, có nhẹ không? Mình cũng nhẹ nhàng, mà người thân mình ha, quý vị ở nhà đó, không? Nếu có khả năng mình xây chuyện nhà lớn cho con cái, vợ chồng mình, còn nếu không có khả năng nhỏ cũng sao, không? Nên nếu không biết á, là sao? Để nói ngoài đời là sao? Lòng tham không đái đó, không có gì mà đủ hết trơn quý vị. Năm cái dục lạc này, tà sắc nghe cực tuyền, nếu mình tâm mình có mong cầu không gì đủ. Cho nên Phật dạy mình chỗ đó đó, mình biết tất cả đều là vô thường, tất cả đều là hiển hóa. Mình cố gắng sống cuộc đời này, dùng cái thân này để là cái phương tiện để mà tu tập, phương tiện làm cái chiếc thuyền, chiếc ghe để vượt qua bờ giác thôi. Đừng có bám víu vào nó nhiều, bám víu là mình khổ mình thôi, chứ đâu có ai khổ đâu, phải quý vị? Nên nhớ cái câu đó, chỉ cần cái câu đó thôi đó mà mình được cái sự an lạc rồi. Sống đời vui đạo để tùy duyên. Nên từ đây biết sao á, việc để tùy duyên đổi không? Cố gắng nha. Không, những cái lúc á, những lúc mà mình gặp những cái duyên chướng ngại tới, mình không để tùy duyên được, mình không chấp nhận được á, thì thôi kệ, cố gắng niệm Phật, cố gắng trì chú để giữ cái tâm mình ha. Sẵn đây tôi nói thêm luôn, là có một cô Phật tử bên Cali đó, thì cổ thường trì chú đại bi. Cũng làm trong những cái tiệm nail đó, thì đôi khi mình biết mà ha, có khách khứa, khách ra khách vào, rồi nhiều khi người làm với nhau vân vân, có những chuyện thị phi thế này thế nọ đó. Có lần cô ta bị ai chửi đó thì ngay lúc đó cô ta niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát rồi tri chú đại bi, thì đương nhiên ngay lúc đó tâm nó không có sân, mà khi về nhà đó nói sao mình ngu vậy. Vì có gặp điều đó không? Có bây giờ mà người ta chửi mình cái mình niệm Phật liền á, rồi về nhà đó mình nói mình sao mình ngu vậy, lúc đó người ta chửi mình sao mình không chửi lại, có phải ngu không? Có không? Hồi đó có, bây giờ rõ đó. Qua
nhiều giai đoạn ha. Hồi xưa mình không biết đạo đúng không? Người ta chửi mình chửi một sao? Chửi mười. Người ta chửi mình một mình chửi lại mười đó, đúng không? À, biết đạo rồi đó, không dám chửi. Không dám chửi bằng miệng mà chửi bằng tâm. Đúng không? À, không từng bước rồi từ từ đó người ta chửi mình mà nhờ biết tu đó, nhờ biết niệm Phật, nhờ biết trì chú á, ngay lúc đó đó như cô đó đó, không có chửi mà trì chú đã bi được. Phải không? Nhưng mà về nhà lại chửi. Không mình ngu, phải không? Nhưng mà người Phật tử mà hiểu rõ rồi thì sao? Buông luôn. Buông đã, buông rồi, buông luôn thì khỏe ai? Phải mình thôi. Phải không? À, nhờ vậy đó, gặp chuyện gì cũng vậy, tâm mình giữ được sự an lạc. Thế nên ông vua Trần Nhân Tông thì biết rồi phải không? Không biết vì biết vua Trần Nhân Tông không? Ổng làm vua có rảnh như mình không vậy? Có ai bận như ổng không? Làm vua một nước đâu phải dễ cái gì. À, là vừa lo cho bản thân, vừa lo cho trong hoàng cung, vừa lo cho quốc dân, đủ thứ chuyện để lo. Mà nhất là trong cái thời của ổng nữa, đằng thời chiến tranh nữa, mà ngồi trên ngôi vua như vậy đó mà tu được đó, không phải dễ vậy. Cho nên đa phần có Phật tử nói bận rộn lắm, không có thời gian đến chùa. Thật sự cái gì cũng vậy, do mình, do tâm mình muốn là mình sắp xếp được. Phải không vậy? Mình muốn là kiếm tiền được hả? À, mình muốn là đi chơi được hả? Phải quý vị? Mà mình muốn đến chùa là được, tất cả do tâm mình vì à, nên dẫu bận rộn cách mấy mình cũng thể sắp xếp được, ăn thua do tâm mình muốn cái gì, mình thấy gì quan trọng. Đừng nói chi là một vị vua tối mình không có bận rộn bận vua đó đâu, mà ông sống được sao? Sống đời mà vui đạo nhờ để cái tùy duyên đó đó mới sống đời vui đạo được. Bằng không khổ lắm. Sống đời vui đạo để tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tất nhiên. Là sao? Đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Dịch nôm na cái tiếng Hán, Hán đồn đó. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Mình đói mình có chịu ăn không vậy? Mình đói có chịu ăn không? Có không? Có không? Chưa chắc là nha. Phải cần có ớt nè, phải cần có nước tương nè, phải cần có gia vị nè, phải không? Phải đúng gu đó, hợp gu mình, hợp khẩu vị mình mới chịu ăn, phải không vị? Còn người thân mình á, trong gia đình mà nấu ăn dở quá đó ha, thì sao? Muốn ăn không? Nếu người thân của mình ha, nấu ăn dở quá thôi chạy đi order chẳng hạn, phải không? Hoặc là đi nhà hàng ăn. Là vì thức ăn dọn ra mà không thấu mà không chịu ăn. Không chịu ăn cho gì? Cho gì vị? Cho chọn lựa. Lo khen chê đó. Mà mình biết thức ăn để làm gì vị? Để ăn cho ngon không hay phải làm gì? Nếu mình hiểu đạo rồi đó, thức ăn để làm gì? Để nuôi thân. Để làm gì nữa? Để gì nữa? Mình đọc Tam Đề Ngũ Quán tôi nói hoài đó. Để làm gì? Thuốc trị bệnh thân gầy yếu thôi à. Đương nhiên mình ăn những thức ăn nào mà nó đầy đủ chất dinh dưỡng, không có thiêu, không có dơ á. Đầy đủ dinh dưỡng, không thiêu, không dơ để mà trưởng dưỡng cái thân mình thôi. Còn nuốt qua khỏi cổ là sao? À, sống rồi ha. À, nên tôi có nói với vị ngoài mấy lần phải không? Nhiều lần chưa? À, đừng bao giờ hỏi thầy thích ăn món này thì người ta ăn món kia nhau. À, thôi cô thân nhã nè, biết tôi cũng mười mấy năm rồi đó. Mỗi lần qua bên New Mexico ha, cổ có mấy Phật tử nấu nướng đó, mà nói tôi câu hỏi đó là không có được thôi nha. Đừng có bao giờ hỏi nói thầy thích ăn món này không, thích ăn món kia không là sao? Còn gì? Còn đắm trước cái thức ăn thì sao? Đâu có thấy tâm được. Đắm trước tài sắc danh thực thùy đó. Xin vị nhớ nha, đừng hổ quý thầy nha. Không những không hổ chúng tôi, đừng có hổ quý thầy kia nha. Thấy không? Hổ mà thầy nói tôi thích này thích nọ, mà quý vị cho các thầy đó mà cắn câu tôi xong là chết tôi luôn đó nha. Nhớ không? Đừng có đừng bám víu vào đó ha. Hư là tôi nói trước nha. Tôi dẫn về á để tôi giao lại chùa cho vị đó. Nhớ trước đó. Nói trước đó nha. Thì nhớ đó. Thức ăn mình nhớ là gì cũng là phương tiện thôi ha. Phải không? Để nuôi cái thân gì? Thân gầy yếu này là cái thuốc để trị bệnh thân gầy yếu thôi.
không phải là cứu cánh, không phải ăn ngon, không thể nào mà ăn mà nó đã thèm được hết. Bạn quý vị, đã thèm hôm nay chứ còn ngày mai còn thèm lại không? Nó vậy ha. Cho nên á, mình đói thì cứ ăn đi, có thức ăn thì cứ ăn. Quý vị nhớ câu chuyện ông Trạng Quỳnh với vua Lê không? Nhớ câu chuyện không? Câu chuyện đó không? Câu chuyện mà ông vua Lê ổng nói là ổng muốn có ăn cái thức ăn nào mà nó ngon nhất á, vì muốn thay đổi thức ăn á, vì những thức ăn trong cung đình á, trong hoàng cung ăn riết rồi nó quen cũng chán ha. Cho nên ông Trọng Bình nói sao? Ở có hạ thần có một cái món ăn này, đúng không? Xin nhà vua thì sao đó, vì nhớ câu chuyện đó không? Xin nhà vua nhịn đi, nhịn đó, đợi thần nấu đi ha. Ông đợi từ sáng đến chiều, chiều đến tối, thì sao đó ông Trọng Bình ông dọn ra thức ăn gì, dọn ra gì nhớ không? Dọn cơm với muối tiêu đó, nhớ không? Khi đói quá rồi cái gì cũng ngon hết hẳn quý vị. À, cho nên nếu con người mình sao mình phải hiểu có những câu chuyện dân gian mà cũng liên hệ với Phật pháp cái đó vì phải không? Con người mình biết tại sao cái nhu cầu sống mình phải ăn thôi à, còn cái chuyện ăn ngon dở thì nó qua cái cổ họng lãnh hết rồi. À, quý vị nhớ điều đó, mình hiểu đạo như vậy đó thì cái chuyện ăn uống không quan trọng nữa. Thì để tâm sao? Để tâm khi mình nhìn tại tâm vọng niệm của mình, nhìn những cái lỗi lầm mình để mình chuyển đổi, để điều phục tâm mình nhiều hơn. Vì mình có chuyên chú vào tiền bạc của cải, chuyên chú vào danh vọng địa vị, chuyên chú vào thức ăn thì mình quên cái tâm mình. Phải quý vị? Đúng không? À, nên nhớ đó. À, đói thì ăn. Mình mệt mình có chịu ngủ không? Có chịu ngủ quý vị? Ở việc nào tối có bị mất ngủ không? Có uống thuốc ngủ không? Có hả? À, tại sao bị biến không? Tại sao mất ngủ? Suy nghĩ nhiều quá. Nói thật á, nếu mình không biết tu khổ lắm quý vị. Suốt cả ngày, suốt cả ngày mình làm việc ha, mệt quý vị, vừa mệt thân vừa mệt tâm. Rồi tối á, mình cũng muốn ngủ vậy phải không, để nghỉ ngơi á. Mà thân mình muốn nghỉ, mà tâm mình không muốn nghỉ, là mình trằn trọc thâu đêm giấc chẳng đành á. Tại sao vậy? Dòng vọng tưởng, dòng tâm thức của mình cũng giống như là mình đạp chiếc xe đạp á. À, mình lật chiếc xe đạp ngược lại ha, mình quay cái phế độ đó, rồi khi mình ngừng nó nhưng mà cái bánh xe nó vẫn còn chạy. Do đó nếu mình biết tu đó thì tu trong từng giây từng phút, đừng có để tâm nó chạy đuổi nhiều quá, đừng có để tâm nó phóng túng nhiều quá đó. Giả sử như quý vị có làm ăn buôn bán gì nữa đó, giả sử quý vị rảnh rỗi trong giây phút nào mình biết niệm Phật, biết trì chú thì tự nhiên tâm mình nó dừng lại, nó lắng động lại. Còn bằng không sao? Tối nằm đó đó, cả ngày mệt rồi mà tối nằm đó sao? Nguyên cái dòng vọng tưởng mình không muốn có khởi mà sao nó cũng khởi lên. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Nếu bị mời hiểu về duy thức học á, năm căn của mình ha, như cô Hồng cũng nói sơ sơ ha, năm căn mình là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình. Mắt mình á, mình nhìn bất cứ cảnh gì cũng giống như vậy, biết không? Cũng giống như cái camera vậy đó, máy chụp ảnh đó. Giả sử tôi nhìn cái bóng này mà tôi thích thì sao? Giống là chụp cái cảnh đó. Hoặc tôi ghét á, cũng là chụp cái cảnh đó. Thì nhớ nha, càng thương nhiều, càng ghét nhiều thì sao? Càng in ấn trong cái loại da của mình. Đó. Và tai nghe cũng vậy đó. Tai nghe, giả sử như một ngày thời sáng sớm đến chiều tối đó, quý vị nghe một cái bài ca nào, bài hát nào hay đó, hoặc là bài hát trữ tình, hoặc là bài hát gì đó đó, bởi vì nghe cái bài đó rất là hay á, thì nếu quý vị mà ngồi thiền á, đa phần những cái bài ca, bài hát đó, những cái hình ảnh đó nó sẽ hiện lại trong tâm của mình. Tuy rằng là mắt mình đóng, mình ngồi yên một mình. Vì sao? Vì những cái gì mình thấy, mình nghe, mình nếm á, nó ghi trong thức a la da của mình. Rồi cái thức thứ bảy nó chấp ngã. Nên khi mà buổi tối hoặc là lúc mình ngồi thiền á, thì vì cái thức thứ bảy nó chấp ngã nên nó lôi, nó kéo ra, nó chấp vào cái thức a la da thức thứ tám là cái bản ngã của nó, nên nó lôi ra những cái hình ảnh, những âm thanh đó để nó so sánh. Cho nên lý do tại sao mà ngồi thiền cũng vậy, hết cái vọng tưởng này lên vọng tưởng khác, giống như là dòng sống vọng tưởng. Nếu mà người biết tu là còn đỡ, còn người không biết tu nằm đó rồi sao, cái dòng sống vọng tưởng nó khởi lên, mình không có ngăn được, cho nên ngủ không được ở chỗ đó đó. Cho nên người biết tu là sao, mình giảm bớt ngay lúc mà mình buồn phiền, ngay lúc mà mình
thì rảnh rỗi đó, bất cứ lúc nào, giả sử mình đang lái xe mình cũng niệm Phật được, đúng không quý vị? Hay thì chú cũng được, hoặc đi trên đường, đi bộ đó, quý vị đi bộ chung quanh cái hãng của quý vị, cái tiệm quý vị, hoặc là đi ở nhà, hoặc quý vị mà lúc mà rửa chén rửa bát nè, mình có niệm Phật được không? Những lúc đó là gì? Mình giữ tâm mình, thì cái tâm mình nó bớt vận động, mình chuyên nhất vào tâm niệm Phật á, tâm mình chuyên vào cái câu niệm Phật thì những cái hình ảnh khác, những cái tâm tưởng khác nó không có nổi lên, nó khổ nó kéo mình. Thì nhờ sự huấn tập như vậy đó, tối mình ngủ thì sao, thì mình không có bị dòng vọng tưởng lôi kéo, thì mình ngủ mới ngon, chứ bằng không phải cần thuốc ngủ. Nên đó đó, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Vì thấy cuộc đời của mình á, vì có phải cái vấn đề mà ăn ngủ nó quan trọng không vậy? Đối với người đời đó, nếu người nào mà ăn được mà ngủ ngon á, có phải là một cái hạnh phúc ngoài đời không vậy? Đúng không? Còn mình ăn không được thì sao? Giả sử mình bị đau bao tử nè, bị nhức răng nè, bị gì mà của thân mình ăn không được á, khổ không? Ăn không được làm sao có đủ sức khỏe để mình sống, làm sao đủ sức khỏe để mà mình sinh hoạt, để mình làm việc, phải không quý vị? Còn ngủ không đủ có mệt không? Tối mà mình làm suốt cả ngày, đến tối mà không có ngủ được, trằn trọc đến 2-3 giờ khuya mà thức dậy 5-6 giờ sáng để đi làm, mệt không? Mà thân mà tâm luôn. Cho nên cái người nào sống ngoài đời đó, ăn ngon ngủ được đó, là người đó có hạnh phúc lắm đó. Người đó có phước lớn lắm đó. Đừng ở chi Phật tử chúng ta ha, vì biết ha, lý do tại sao Đức Phật càng mới dạy mình những cái phương pháp đó để gì? Để được gì đó, ăn ngon ngủ yên đó. Mình thấy vui chưa đó. Vậy cần ăn ngon không? Cần không? Tôi nói trước bởi vì không hiểu. Không cần ăn ngon, cứ ăn, ăn cứ ăn. Món ăn, món nào ngon, món nào dở mình cũng biết, nhưng mà đấm trước, đừng có đấm trước thôi. Nuốt qua khỏi cổ lại xong rồi, mình hiểu rõ điều đó rồi. Thức ăn chỉ là gì đó? Là phương tiện, chỉ là thuốc để mà trị bệnh thân gầy yếu thôi. Đó, nó nhẹ nhàng không? Rồi khi mà mình biết tu tập đó, ban ngày cũng vậy, chiều tối cũng vậy, nhất là những vị mà buổi tối buổi sáng có công phu á, quý vị trong đây đa số có công phu buổi sáng buổi tối không? Có không? Quý vị có công phu buổi tối buổi sáng đó là vì biết trị bệnh tâm của mình. Thay vì sao? Thay vì trả tiền mua tiền mua thuốc thuốc ngủ này nọ đó, mua thuốc an thần á. Quý vị nhớ ha, Phật dạy cho mình những phương pháp đó mình không biết. Mình biết rồi đó thì mình sẽ sao? Mình ăn cũng được ngon, mình ngủ cũng được yên, hiểu chưa? Rồi sao câu kế tiếp là gia trung hữu bảo hư tầm mít. Gia trung là trong nhà, hữu bảo là có cái châu báu, có tài sản. Hư tầm mít, xin đừng có tìm cầu. Bên trong mình á, có sẵn ông Phật rồi, sẵn Phật tánh thanh tịnh rồi, có sẵn cái trí huệ bát nhã rồi. Thì đừng có đem cái tâm mà tìm cầu cái tâm nữa. Vừa hôm tôi nói đó, như chàng diễn Nhã Đạt Đa trong kinh Lăng Nghiêm á, không, đừng có mong cầu nữa. Mình có sẵn cái tâm thanh tịnh rồi, cố gắng tu tập đi, cố gắng niệm Phật đi, thì tự nhiên cái tâm thanh tịnh mình nó trở sống trở lại, không, tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ thôi à. Không, đừng có lo, đừng có mong cầu gì, đừng có chạy đuổi ra bên ngoài. Hồi nãy tôi nói đó, người mà chạy đuổi bên ngoài thì sao? Đó là ngoại đạo đó, ngoài tâm mà cầu pháp á là khổ. Vì sao? Tại sao bị khổ? Vì ngoài tâm mà cầu đạo cầu pháp á, khổ chỗ nào? Giả sử như mình bên ngoài tâm mình muốn cho thân mình mạnh khỏe, thân mình sống vài ba trăm năm đi, khổ hay vui quý vị? Khổ hay vui? Bây giờ điều thứ nhất á, mình biết rõ có thân thì sao, phải có gì? Có già, có bệnh thôi. Dẫu cho như là những người ngoại đạo, những cái người mà hồi xưa tu tiên chẳng hạn, tu theo đạo giáo, đạo giáo mà có thể là ăn những thức ăn nào để mà kéo dài tuổi thọ chẳng hạn, ít bệnh á, nhưng mà họ có còn sống đến giờ không? Đi hết trơn à. Sống vào 100 năm gì nữa đó cũng đi hả? Và ngay cả Đức Phật ngày dạy đó, những người nào có phước báo sanh lên những cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có thể là sống hàng ngàn năm, hàng triệu năm, hàng tỷ tỷ năm đi nữa, phước hết thì cũng đi xuống đi lên à.
vì hiểu chưa? Cho nên bám víu vào hình tướng bên ngoài thì sao? Phải khổ gì đâu? Khổ vì cái lý vô thường nó chi phối, thấy không? Đó nên chư thiên á bị những cái cảnh khổ khác hơn mình, con người mình ha, bị 8 điều khổ ha, khổ thân và khổ tâm ha, 4 điều khổ về thân, 4 điều khổ về tâm, và chư thiên á, cũng điều khổ, cũng về khổ về tâm cũng giống, mà thân nó khác chỗ nào, là khi mà hết phước rồi đó, mão trên đầu, hoa trên đầu nó héo, hoặc là trong thân á, nó tiết ra mùi hôi, hoặc là không thích cái chỗ ngồi, đó là cái tướng trạng, những cái điểm mà họ sẽ bỏ cảnh giới của chư thiên mà đi những cảnh giới khác đó, đó mà lúc đó là họ rất là khổ. Lấy ví dụ đơn giản như quý vị giàu có đi ha, vì có tiền tài có của cải đi, nhưng mà buổi nào á thay đổi cuộc đời từ cái thế giới này qua thế giới khác á, quý vị thấy trước 75 phải không, biết bao nhiêu người có danh vọng, có địa vị, biết bao nhiêu người có tài sản của cải, mà khi mà thay đổi chế độ là bay hết trơn, khổ không? Và chính mình cũng vậy, giả sử mình đang đi làm đi ha, mà tự nhiên mình bị lay off thì khổ không? Không có cơ hội để mình làm ăn buôn bán nữa, khổ không? Nên vì cuộc đời nó vô thường, có lúc thành lúc bại, có lúc được lúc không, nên nếu mình chạy đuổi theo cái sự vô thường đó là sẽ khổ. Nên mình nhìn lại trong tâm mình có đầy đủ cái châu báu đó, cái hạt giống lành thiện đó, cái Phật tánh thanh tịnh đó đó, thì tất cả mọi chuyện bên ngoài đều an hết trơn. Gia trung hữu bảo hư tầm bích, trong nhà mình có đầy đủ cái châu báu đó rồi, đừng có đi tìm cầu nữa, cứ niệm Phật nhiều đi, cứ hành thiền đi, cứ trì chú đi, tự nhiên cái tâm mình sẽ an lạc lại hả. Còn có nhiều người đó nói tại sao niệm Phật hoài mà cứ khổ hoài, trì chú hoài mà khổ hoài, có vị hoặc là niệm Phật hoài mà vọng tưởng nhiều quá, vọng tưởng nhiều hoài à, mình có bị điều đó không? Tại sao vậy vị? Tại sao vậy? Bị từ từ, bị cái gì cũng vậy đó, mình đã gieo biết bao nhiêu cái tâm thức rồi, như tôi nói đó, từ sáng đến tối ha, quý vị thấy đó, việc nếu mà đếm hoặc là bị ghi xuống, nhiều hôm tôi có nói bị có ghi sổ không, có không, có ghi sổ không, buổi sáng sớm đến chiều tối đó, thức dậy đó, mắt mình mở mình thấy cảnh gì, cảnh gì mình thích nhất, cảnh gì mình ghét nhất, mình nghe những điều gì vui nhất, nghe những điều gì mình bực mình nhất, là những điều đó sao ghi trong thức của mình á, đi trong thức ai da của mình á, từ chỉ từ sáng đến chiều tối thôi à, chỉ có một ngày thôi, đừng nói chi 2-3 ngày, đừng nói chi tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, và đừng nói chi kiếp này qua kiếp nọ, nên trong tâm thức mình nó chứa biết bao nhiêu cái dữ kiện trong đó. Hết cái hình ảnh này đến hình ảnh khác, hết âm thanh này đến âm thanh khác, làm cho mình khổ, làm cho tâm mình nó vọng động chỗ đó. Nên lúc mình niệm Phật á, có yên không? Không yên. Vì sao? Vì những cái tâm thức đó đó, những vọng tưởng tâm thức đó nó khởi lên, làm cho tâm mình bị phân chia và bị phân tán ở chỗ đó. Mà thiền cũng vậy. Nhưng mà sao? Từ từ nó sẽ quen, từ từ tâm mình sẽ định lại. Nhìn á, quý vị có biết tại sao mới niệm Phật á, càng niệm tâm càng vọng động nhiều, tại sao vậy? Là những điều nãy tôi nói đó, vì trong tức là da của mình chứa quá nhiều dữ kiện rồi, những âm thanh, hình ảnh hay những cái lời nói vân vân, khi mình niệm Phật đó, cái dòng vọng tưởng vọng thức nó khởi lên. Rồi nãy tôi cũng nói đó, tại sao mình ngủ không yên ở chỗ đó đó, mình hiểu chưa? Nhưng mà nếu mình cố gắng á, cố gắng niệm Phật với tất cả tâm chân thật, tất cả cái sự thiết tha đó, cái sự chuyên nhất đó, thì nhờ đó những dòng vọng tưởng vọng thức đó, nó không có lôi kéo mình được. Biết tại sao không? Tại vì sao? Vì cái tâm mình chuyên nhất vào một cái gì đó thì nó không có nghĩ đến những chuyện đó, chuyện khác nữa. Cho nên lý do tại sao đó Đức Phật Ngài cũng dạy chư tổ mình, các ngài cũng đều dạy sao, khi mình tì chú, khi mình niệm Phật, khi làm bất cứ cái gì mình phải dùng cái tâm chuyên nhất, nhất là khi đến chùa mình tụng kinh phải dùng tâm thành, tâm chuyên nhất mà tụng kinh, mà niệm Phật, mà tì chú, để chi vậy? Để mình nhiếp tâm vào trong đó, những cái vọng tưởng vọng thức khác nó không có lôi kéo mình,
Vì hiểu không? Chứ bằng không mình không có chuyên nhất, không thành tâm á. Vì nghĩ đi, giả sử vị đang ngồi nghe chúng tôi giảng pháp mà vì không có chuyên nhất thì sao? Nghĩ gì? Họ không biết sau 12 giờ đi shopping chỗ nào, đúng không? Không biết làm gì, tính toán đủ thứ chuyện, có phải phân tâm không? Vì hiểu không? Còn nếu mà chuyên nhất á thì những cái vọng tưởng nó có thể nó khởi lên mà mình không đi nó, họ nó bay mất hả? Họ tặng mất hả? Vì hiểu chưa? Đó là cách mà mình tu đó quý vị. Nên á, để mốt mà tôi trở lại tu tập một ngày đó ha, 16 tây tháng 8 đó, ngày thứ bảy tu tập một ngày, niệm Phật một ngày đó ha, tôi sẽ chỉ lại việc cái cách niệm Phật. Niệm Phật làm sao để mình được chuyên nhất, niệm Phật làm sao để mình được nhất tâm bất loạn, niệm Phật làm sao để mình và Phật là một, thì mới niệm thực sự là niệm Phật, chứ không phải miệng niệm mà sao tâm đi chơi. Vì hiểu chưa? Nên nhờ đó mà mình mới giữ được cái tâm mình, bằng không á lúc nào mình cũng bị khổ, bởi vì những vọng tâm vọng tưởng đó đó. Rồi cái câu cuối cùng là gì? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Vì hiểu câu này không? Đối cảnh, gặp cảnh vô tâm là có phải là vô tình không? Không phải. Đối cảnh, gặp cảnh mà mình không có chấp trước vào mạc vấn thiền, đó là thiền. Mình không dính mắt á, nên nãy tôi nói đó, bất cứ cái gì qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, mình đắm đuối vào, hoặc đắm đuối vào, hoặc mình ghét bỏ, thì sao? Nó sẽ ghi vào thức ai dạng của mình. Còn giả sử vì đi trên đường đi, vì đi xuống phố đi, gặp những người Mỹ, người Mễ, vì đi ngang chỗ họ, đi ngang ô quý vị, mà vì không để ý tới, quý vị không có phân biệt kỳ thị nói người tốt, người xấu, người đẹp, người dở vân vân á, thì có mệt không? Họ đi qua cái vi mà họ quý vị đi về có nhớ những hình ảnh đó không? Chỉ khi nào mình đi mình thấy người đó đó, mình nghĩ đó là người đó là đẹp á, người đó là người xấu đó ha, người đó là người cao ráo vân vân, nó ấn, mình nói cái câu là ấn tượng á, ghi trong thức lại da của mình á, thì tối á, những cái hình ảnh đó nó xuyên lại, hoặc là cái âm thanh họ ca hát hay là họ nói năng mà nó hay, nó dở gì đó mà mình chấp vào đó đó, thì sao mình sẽ nhớ lại. Còn bằng không, nếu mà không đi tới, mình không có chấp vào thì mình không có sẽ nhớ rõ lại cái hình ảnh của họ, không có nghe lại rõ cái âm thanh của họ. Mình hiểu chưa? Nên cái chữ vô tâm đây không phải là vô tình mà mình không bám víu vào, hoặc là đắm đuối, hoặc là ghét bỏ. Vì nhớ chưa? Mà phân thiền đó là thiền đó. Cho nên vì thấy nội bốn cái câu này thôi, một cái bài kệ thôi, đủ cho mình sống đời rồi. Hả quý vị? Ông vua Trần Nhân Tông ấy, sau này ông là sao? Ông xuất gia đó. Xuất gia hành Đầu Đà đó, lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó. Vì sao? Vì hiểu rõ được, sống được với cái bốn câu này đó. Nên người Phật tử chúng ta đó, nếu mà sống được một trong bốn câu của ông vua Trần Nhân Tông này là cũng là được sự an lạc rồi. Thì đó là cũng là cái lý thiền, đó là cái lý bất nhã. Gia trung hữu bảo hữu tầm bích. Trong nhà mình có hạt cho báo đó gì? Có trí bất nhã của mình đó. Đó. Rồi tôi nói thêm chút xíu, bát nhã đó có văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã. Văn tự bát nhã là sao? Văn tự là như quý vị đến chùa nè, quý vị tụng kinh lời Phật dạy nè, biết không? Phật dạy những cái lý như là mình phải biết được là cái tâm mình thanh tịnh ha. Hoặc là trong kinh Pháp Hoa đó, ngài dạy, ngài nhắc các vị thánh la hán á, đừng có nghĩ rằng cái chỗ đó là chỗ cứu cánh, mà đó chỉ hóa thành thôi, cố gắng tu tập phát tâm bồ đề, phát tâm hành hạnh bồ tát đến cái quả vị Phật thôi. Đó là gì? Cái văn tự bát nhã đó, nhờ nghe những cái văn tự, những kinh điển đó nói về cái trí huệ bát nhã, mình mới biết quán chiếu bát nhã là mình quán được, biết được lời Phật dạy về bát nhã. Cái lý bát nhã đó, cái trí huệ bát nhã đó là Phật tánh thanh tịnh của mình. Vì hiểu không? Mình quán chiếu được, mình hiểu được, nhưng mà chưa sống được. Khi mình thể nhập được á, mới là thật tướng bất nhã. Thể nhập được là sao? Mình sống với nó, sống với tâm thanh tịnh, sống với tánh giác của mình. Bây giờ mình đang sống với gì vị? Mình đang sống với gì? Đang sống với ai đây? Đang sống với ai? Đang sống với dòng vọng tưởng tâm thức của mình. Phải quý vị, dòng vọng tưởng tâm thức của mình là gì? Phân biệt đối đãi đó, vì hiểu không?
người xấu, người đẹp ha, người mình thương, người mình ghét vân vân đó. Mình sống với cái dòng tâm thức đó, vì hiểu chưa? Không. Cho nên lý do tại sao mình phải niệm Phật nhiều, tại sao mình nó trì chú nhiều, tại sao mình hành thiền ở chỗ đó, để gì? Trở về cái tâm thanh tịnh của mình, trở về cái trí huệ bát nhã của mình, trở về cái đệ nhất nghĩa đế, trở về cái nhất thiết trí chỗ đó đó. Cũng là nhiều cái danh từ khác nhau nhưng mà chỉ có một thôi à, mình hiểu chưa? Nhất thiết trí hay đệ nhất điện ấy cũng đó đó, cũng là cái tâm Phật đó đó, cũng trí huệ của Phật chỗ đó đó, trí bất nhã chỗ đó đó, tâm thanh tịnh chỗ đó đó. Như chúng tôi nói đó, cái vị mà gặp người khác ha, mà cái vị không có khởi cái tâm kỳ thị họ thì bị dễ thành công thành tựu hơn. Nhất là vị làm ăn buôn bán á, tôi có nói rồi đó, vì nhất là vị là chủ tiệm ha, hoặc cái vị làm là công dân đi nữa đó, cái vị mà không có khởi tâm kỳ thị những người làm chung quanh mình á, mình nhẹ hơn. Còn mình khởi tâm kỳ thị á, hoặc là khởi tâm mà so sánh á, so đo đó, đúng không? Tại sao người ta được phục mút mà mình không được, khổ không? Mà cầm lên, nhiều khi cầm lên bị lốp nó chịu quá. Quý vị ha? Hoặc là làm chung với người khác, tại sao mà người ta được tiền thiếp nhiều, mình tiền thiếp ít, khổ không? Không, vì mình không có nhận thức được cái lý vô thường, mình không được nhận thức được cái phước mỗi người khác nhau, mình không nhận thức được cái tâm thanh tịnh của mình, cho nên mới khổ. Còn mình làm cứ làm, dạ tôi nói đó, mình làm cứ làm, mình không có cái tâm kỳ thị thì ai, nhất là mình làm người chủ đó, phải không? Ai vô mình cũng tiếp đón đàng hoàng, chỗ người này người nọ gì đi, người xấu người dở, người tốt người xấu gì đó, người Mỹ đen Mỹ trắng gì đó, thì sao? Mình với cái tâm bình đẳng như vậy thì họ mến họ thích mình thôi. Còn nếu mình tâm kỳ thị, mình chọn lựa họ chỉ có Mỹ trắng thôi nha, họ mình người Mỹ khác không chịu nha, thì sao? Tự mình giới hạn chính mình. Và quý vị, và đó là chuyện làm ăn buôn bán, ngay cả người Phật tử với nhau cũng vậy, thấy không? Phật tử với nhau mà mình chọn lựa phải người nào nói lời mình đúng ý mình nè, mình mới thích, còn nói trái lời mình bực tức á, thấy không? Hoặc là người nào mà đem thức ăn đến chùa mà đúng theo ý của mình là mình mới thích nha. Có không quý vị, thấy không? Có điều đó không? Còn không thì chê, phải không? Chê qua chê lại, chê riết rồi kêu là có phiền não, đúng không? Nên chúng tôi nói đó, đó là những cái điều mà tuy rằng tôi không có nấu nướng mà nghe nhiều. Có nhiều Phật tử bữa cũng nói đó, nhiều Phật tử tội, họ mới phát tâm á, thì họ cũng muốn nấu nướng ha, nấu nướng cái này cái nọ đem đến chùa cũng muốn san sẻ, nhưng mà sao có những người quá kiểu cách đi, quá khắt khe đi, cho nên mới chê mới khen. Nhất là những người Phật tử mới tới đó, mới tới chùa họ sơ cơ á, khổ quý vị, nhiều khi họ bỏ chùa luôn nữa, có không? Có đó quý vị. Nhất là những cái chỗ mà vùng xa xôi hay những cái chỗ mà mới vừa lập chùa như chúng tôi bên New Jersey đó, điều đó ông chưa nhắc hoài à. Ngay cả ở sẵn đây tôi nói vấn đề nấu nướng ha, để cho quý vị hiểu rõ đường hướng chúng tôi. Nhất là 17 tháng 8 này chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan ở đây đó ha. Nhất là những cái vị lo ẩm thực ha, làm cực không quý vị? Có ai trả công, có ai trả lương cho mình không? Phật có trả lương không? Mình biết ha, mình làm công quả thì mình có phước báo thôi, đâu cần Phật trả lương đâu, đúng không? Nhưng mà có những Phật tử ở xa đó, nhất là những vị mà không hiểu đạo đó, họ đến thì sao đó? Họ expect, thấy không? Họ phỏng mong mỏi làm sao? 10 Phật tử thuần thành phải tiếp đón họ đồng hoàng, đúng không? Đồ ăn phải ngon, dở sẽ bị chê. Vì ha, quý vị đến chùa này chùa nọ bị quen biết ha, gặp những cảnh đó rồi. Nếu mà gặp những cái người khó tánh khó chịu như vậy đó, mình sao quý vị? Lúc mình đang nấu nướng bực không? Bực không? Dễ bực dễ tức không? Dễ bực dễ tức không quý vị? Khi mà họ khen họ chê đó, mình công tình có nhiều khi á, thức đêm cũng hôn ha, thức chúng tôi thấy rất là tội quý Phật tử đó, ở đâu cũng vậy đó, nhất là nhà bếp có tội lắm, cực lắm. Không ai cực bằng ở nhà bếp, phải không quý vị? Nhất là những buổi lễ lớn á, nấu nướng trong nhà bếp rồi nóng hay lạnh? Nóng được ha. Khi nóng được á thì dễ gì? Dễ sần. Rồi mệt nữa, nhiều khi á thức hê, đêm thức hôm vài ba buổi để mà lo mua này mua nọ, lo nấu nướng, mà đem đến chùa rồi đó có người khen người chê, bực không? Bực không quý vị? Dễ bực không? Dễ thì sao? Dễ bực á, lúc bực á còn phước báo không?
nhớ là vậy đó. Mình cho không bằng cách cho. Chúng tôi nói rồi đó, mình cho họ, mình san sẻ thức ăn cũng là tạo công đức, tạo phước báo, nhưng mà sao mình phải bố thí luôn cái tâm an lạc, tâm thanh thản của mình, tâm thanh tịnh của mình thì mới cho cái trọn vẹn, mới bố thí cái trọn vẹn. Bố thí ba la mật như bố ổng tôi nói đó, đó bốn cái cách phát tâm bồ đề đó, gì đó chánh chơn đại viên đó, dẫu người ta khen, dẫu người ta chê, mà mình làm tất cả khả năng của mình rồi thì cái khen chê chuyện bình thường thôi. Vì hiểu chưa, cần chừng nào mình cố ý đó, mình cố ý nấu dở, tôi nghĩ chắc vì không cố ý nấu dở đâu ha, đúng không? Ai cũng cố gắng nấu ngon cho Phật tử, cho quý thầy, cho cộng đồng Phật tử thôi à. Thì mình cố gắng hết sức mình, thì cái chuyện khen chuyện chê thì mỗi người có mỗi tâm ý khác nhau, không thể nào mà mình làm vừa lòng tất cả mọi người. Vì hiểu chưa, nên cái chuyện mà chuyện được khen bị chê chuyện bình thường. Đừng có nở nửa mũi ha khi được khen ha, đừng có buồn khi bị chê, phải không? Nhờ như vậy đó, đó là những cái giây phút gì, những giây phút mình tạo công đức, mà cũng là những giây phút gì thử thách cho coi tâm mình thế nào, tâm mình tươi thế nào, đến đâu. Những lúc khen những chê đó phản vị, chứ bình thường không ai khen không ai chê đâu biết tâm mình đâu, nhớ không? Rồi có người nhiều khi họ bận rộn công an việc làm, họ chạy tới họ không chịu nghe giảng pháp, không chịu tụng kinh, mà chạy xuống nhà bếp xin thức ăn để mà đi làm, được không? Được không quý vị? Được không? Thôi kệ nó, không sao. Biết lợi xứ Mỹ này thức ăn nước uống đâu có bao nhiêu, phải không? Mình cứ gieo duyên đi, rồi từ từ họ mến, họ mến đạo, họ đến chùa hả? Tôi nhớ hồi xưa lúc nhỏ đó, lúc đó chưa có biết đạo gì hết trơn á, thì cứ mỗi lần rằm tháng 7 đó, thì người trong xóm, người trong gia đình cũng vậy đó, kiếm gò men, kiếm thao, kiếm gì đó, đem lên chùa xin gì? Xin gì? Xin kiểm. Ở Sài Gòn hồi xưa tôi nhớ đó, đó là những cái nhân duyên thì sao đó, nhân duyên nhờ thức ăn nhiều khi á cũng là cái gieo duyên. Quý vị, cái đó buổi đầu nha, đối với Phật tử mà sơ cơ, những người chưa biết đạo, khi mà thuần thành rồi đó mình phải hiểu được cái câu của ông vua Trần Nhân Tông nói, hoặc là lời Phật dạy ha, nhớ là thức ăn chỉ là gì, chỉ là gì, chỉ là thuốc để trị bệnh thân gầy yếu thôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi có nói, giả sử người trong gia đình mình chưa ăn chay được á thì sao, tạm thời sao, tạm thời sao, ăn đồ giả được cũng sao, đúng không? Thay vì ăn đồ mặn thiệt, nhưng mà có thể mua đồ giả đó. Nhưng mà nhớ đó là giai đoạn chuyển tiếp thôi nha. Còn Phật tử mình thì sao, đừng có nên. Tại sao vậy, càng ăn nhiều thì sao, càng dễ bệnh hoạn đó ha, còn kém cồ hương vị ha, gia vị nhiều đó, không? Cho nên ăn làm sao, nếu mình hiểu đạo rồi ăn làm sao đơn giản, chừng nào đỡ cho mình chừng đó. Ngay cả quý thầy quý cô trong chùa tôi cũng nhắc hoài, bớt dầu mỡ, bớt đường vân vân, đỡ cho mình lâu dài, với quý vị đỡ khỏi trả tiền bác sĩ, đỡ khỏi trả tiền thuốc, không? Đương nhiên cái thân mình nó già, nó bệnh yếu là chuyện đương nhiên, nhưng mà mình giảm bớt được phần nào, đỡ mình phần đó, để không mình bị chi phối ha. Chà, đáng lẽ nói những cái điều khác mà sao giờ nói những cái điều này, giờ quý vị hiểu không? Để thứ ba ha, thứ ba là ngày giảng cuối cùng ở đây, trước khi chúng tôi về bển ha, chúng tôi sẽ nói thêm, đáng lẽ bữa nay là nói về cái điều thứ 8 đó, vì thấy sắc thân tướng hảo của tất cả chư Phật mà phát tâm bồ đề, nó liên hệ với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật á. Vì hôm nay có duyên nói về cái bài kệ đó, cũng là liên hệ về cái trí huệ bát nhã của mình ha. Vì hiểu rõ chưa, vì cố gắng ha, cố gắng mình hiểu lời Phật dạy rồi, nếu mình hành trì được, quý vị thấy nhẹ nhàng an lạc lắm. Cho nên á, bọn tôi có nói đó, trong đạo của mình á, lấy cái gì làm sự nghiệp quý vị? Lấy trí huệ làm sự nghiệp. Còn ngoài đời thấy gì, lấy gì sự nghiệp, làm gì? Làm bác sĩ, làm kỹ sư, không? Làm y tá vân vân, đó là sự nghiệp. Mà những sự nghiệp đó để làm gì? Để mà sinh sống thôi. Còn người Phật tử đó phải lấy trí huệ làm sự nghiệp. Đó là những cái điều này đó, trí huệ bát nhã này nè, trở về cái tâm thanh tịnh của mình nè, nhìn mọi chuyện bình thường nè, chấp nhận hay là hiểu thông thấu
về lý vô thường nè. Đó, tâm mình mới an lạc. Vì nhớ ý chưa, để tôi nhấn mạnh trước khi dừng, mục đích mà Đức Phật ngài thiện cõi đời này làm gì? Làm gì vậy? Nhớ không? Bữa thứ sáu tôi có nhắc đó, trong kinh Pháp Hoa, mục đích Phật thiện cõi đời làm gì? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là mục đích Phật thị hiện cõi đời này, chứ không phải tự nhiên ngài thiện chơi đâu. À, không phải giống như mình tự nhiên xách giỏ đi chơi đâu. À, nhớ nha. Khai là gì? Khai là mở, thị là chỉ. Ngộ, khai mở chỉ bài cho mình để mình ngộ, liễu ngộ được gì? Phật tri kiến. Phật là giác, tri kiến là cái tánh Phật của mình, tánh giác của mình. À, là những cái điều mà tôi có nói đó, hiểu rõ cái lẽ thật của cuộc đời nhị nguyên, cũng như là hiểu rõ về cái tâm thức thanh tịnh của mình. À, hiểu rõ cái lẽ thật của cuộc đời nhị nguyên là nhị đế đó, thấy không? À, là cuộc đời có đến có đi, có thành có bại đó, à, có thương có ghét đó, cuộc đời nó vô thường chỗ đó, đó là nhị đế. Còn đệ nhất nhị đế là hiểu rõ mình có cái tâm thanh tịnh, trong nhà mình sẵn có châu báu rồi, đừng có tìm cầu bên ngoài. Không có cầu Phật bên ngoài mà từ trong tâm mà ra. Nên quý vị có hiểu cái phẩm tùng địa vọng xuất trong kinh Pháp Hoa không? Có không? Vị nào thường trì kinh Pháp Hoa? Có vị nào thường trì kinh Pháp Hoa? Không có hả? Có ha. Vì có nghe cái phẩm tùng địa vọng xuất không? À, có hiểu không? Ít hiểu hả? Hiểu không? Hiểu sao cô? Cô hiểu tùng địa vọng xuất là sao? Từ dưới đất mà vọt lên. Bộ hổng tôi có nói rồi phải không? Có nói chưa? Có rồi phải không? Tại sao Phật lại không có thọ ký cho chư Bồ Tát trừ những cảnh giới khác đến, mà ngài lại thọ ký kinh Pháp Hoa này cho chư Bồ Tát từ dưới đất vọt lên? Vì hiểu không? Tôi có nói rồi đó. Cái gì cũng vậy, từ trong tâm mà ra. Đức Phật ngài thọ ký là mình có sẵn cái tâm Phật rồi, bên trong tâm mình rồi. À, mình cố gắng mình tu tập, cố gắng niệm Phật, trở về cổ Phật, cố gắng trở về cái tâm thanh tịnh mình. Nó có sẵn rồi, chứ không phải ông Phật nào bên ngoài mà có. Vì hiểu không? À, nhớ điều đó đó. Ha. Thì thôi, giờ cũng hơi phải quá giờ không? Hả quý vị? À, phải quá giờ ha. À, thôi xin quý vị nhớ bữa nay ha, nhớ bài pháp bữa nay cũng ôn lại về lý bốc nhã, và nhất là cái bài kệ của ông vua Trần Nhân Tông, xin quý vị nhớ chưa? Nhớ không? Sao cô? À, đọc lại tiếng Việt dễ nhớ phải không? Tiếng Hán ha. À, cư trần lạc đạo thả tùy duyên. À, cư trần lạc đạo thả tùy duyên ha, dịch ra tiếng Việt là sống đời vui đạo để tùy duyên. À, đó là tiếng Việt đó. Kịp chưa? À, kịp chưa? Cơ tắc sang hề khốn tắc nhiên. Cơ tắc à, khốn tắc nhiên. Khốn là khốn khổ á. Khốn tắc nhiên. À, cơ tắc á, chữ tắc đây là tích tắc đó nha, hay quả tắc á. Cơ tắc sang hề, cơ là đối, lúc mà đối đó, sang hề là mình phải nghỉ. À, xin lỗi, khi mình đói á, thì mình nên ăn. À, khốn tất nhiên, khi mình mệt mình nghỉ, khốn là mệt á. À, cơ tắc sang hề, nghĩa là khi mình đói thì nên ăn. À, cơ tắc sang hề, khốn, khốn là một mệt á, khốn khổ mệt. Khốn tất nhiên, khi mệt thì nên ngủ, nên nghỉ. Nhiên, tự nhiên á. À, tự nhiên á. À, đói thì ăn, còn mệt thì nên nghỉ đi. À, à, gia trung hữu bảo hư tầm mít. Gia trung hữu bảo, hữu là có đó, gia trung là gia đó, là gia trong nhà đó, gia trung là trong nhà. Hữu bảo, trong nhà đã có châu báu rồi. Hư, hư là dừng á, về hư á. À, tầm, à, tầm cầu, tìm cầu. Tầm mít là tìm cầu đó. Trong nhà mình có châu báu rồi, đừng có tìm cầu gì nữa.
gia trung hữu bảo hưu, hưu là giống là về hưu á, hưu tầm mít, tầm mít là tìm cầu á, kim mít ch thôi, mít tầm mít là tìm cầu á, tầm mít á, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh gặp cảnh đừng có khởi tâm, đừng có sanh tâm, đó chính là thiền. Nó có hợp với điều Phật dạy trong kinh Kim Cang không? Bất ưng gì? Bất ưng sắc sanh tâm, bất ưng thanh sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh di kỳ tâm. Nhớ câu đó ha. Nhớ được kịp không quý vị? Hữu bảo hữu tầm ích, đối cảnh vô tâm mà phấn thiền. Quý vị mà hiểu rõ lý thiền thì vị niệm Phật cũng khó bị, nó liên hệ với nhau. Nó liên hệ với nhau. Giả sử mình đang niệm Phật mà mình nghe người ta chửi, nãy tôi nói đó, mình đang niệm Phật mà nghe người ta chửi thì sao? Buồn không? Nghe người ta nói là tại sao mà niệm Phật dở vậy, tại sao niệm Phật ít vậy? Buồn không quý vị? Buồn không? Buồn không? Buồn chút chút ha. Còn buồn chút chút là còn tâm động, đúng không? Còn có chuyện của người ta, người ta đâu có hiểu mình đâu, đúng không? Nhiều khi mình niệm Phật thầm, họ đâu biết mình niệm nhiều niệm ít, thấy không? Họ nhìn cái hình tướng đâu biết đâu. Cho nên đừng có lo người khác họ hiểu lầm, chỉ lo mình không có biết mình thôi. Mình niệm Phật nhiều thậm chí ít là chính mình biết thôi, không? Mình niệm Phật có chuyên nhất hay không do mình biết thôi, mình hiểu chưa? Đương nhiên mình cũng phải lắng nghe người khác, nhưng mà lắng nghe những cái điều đúng á, vẫn điều sai mình bỏ qua ngoài tai, đừng có để tâm mình đọc. Mình cố gắng nha. Vì thuộc câu đó chưa, mình đọc lại nha. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc nhiên, gia trung hữu bảo khu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền. Dễ không vị? Dịch qua tiếng Việt ha. Sống đời vui đạo để tùy duyên, đói thì ăn, mệt thì ngủ, trong nhà có của báo xin đừng tìm cầu, gặp cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Dễ hiểu không? Để thứ ba ha. Chà, nhiều quá rồi, nói không hết. Để thứ ba tôi sẽ nói thêm về cái điều thứ 9 á. Vì thấy sắc thân tướng hảo của tất cả chư Phật mà phát tâm Bồ Đề đó, nói về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật á. Còn cái điều thứ 10 nữa thì chắc để hẹn đến lần sau ha. Rồi thôi, vậy mình hồi hướng công đức đi ha. Ra sức miệt mài bóng thầy lặng lẽ, sớm mai sẽ chiều con đường trước mặt liêu xiêu, muốn lo hậu